Thảo Vy xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Sun Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu bản tin ngày thứ 762 của chiến sự sẽ là một chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ. Theo đó, lực lượng đặc nhiệm Ukraine vừa tuyên bố phá hủy thành công hệ thống hỏa tiễn đất đối không bớt của Nga ở khu vực Zaporizhia nằm ở phía nam đất nước. Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt, các quân nhân từ Trung đoàn Lực lượng đặc biệt riêng biệt số 3 của quân đội Ukraine đã phát hiện hệ thống hỏa tiễn bút của Nga trong các hoạt động trinh sát ở vùng Zaporizhia. Để đối phó với mối đe dọa đã được xác định, các đặc nhiệm của lực lượng đặc biệt đã tấn công mục tiêu của đối phương bằng cách sử dụng đạn dẫn đường chính xác từ siêu pháo HIMARS do Mỹ sản xuất và cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hệ thống hỏa tiễn Buk được NATO gọi là SA-11 Gadfly là hệ thống hỏa tiễn đất đối không tầm trung di động đa năng do Nga phát triển. Được thiết kế để bảo vệ quân đội và cơ sở hậu cần khỏi các mối đe dọa trên không, hệ thống Buk có khả năng tấn công nhiều mục tiêu trên không, bao gồm máy bay chiến thuật và chiến lược, hỏa tiễn hành trình, máy bay trực thăng và các mối đe dọa trên không khác. Hiệu quả của nó thậm chí còn mở rộng đến những môi trường có các biện pháp đối phó điện tử đầy thách thức binh sĩ Nga hàng các que thép chĩa lên trời ở mặt trên thiết giáp nhằm khiến drone Ukraine phát nổ trước khi chạm vào mục tiêu. Hình ảnh được Defense Express công bố ngày 26 tháng 3 cho thấy, binh sĩ Nga hàng nhiều đoạn dây thép lên mặt trước của thiết giáp BMP-1 tạo thành trận địa cọc để đối phó Ron cảm tử. Đây được coi là một trong những sáng kiến mới nhất của lính Nga nhằm chống lại chiến thuật sử dụng Ron góc nhìn thứ nhất FPV, vốn được coi là khắc tinh của tăng thiết giáp trên chiến trường Ukraine. Những que thép này được hàng tua tủa nhiều khả năng nhằm khiến drone FPV quệt vào và phát nổ sớm hơn dự tính. Đầu đạn trên một số mẫu drone FPV của Ukraine sẽ kích hoạt khi dây kíp bằng kim loại mỏng ở phía trước và chạm với chướng ngại vật và bị biến dạng. Về mặt lý thuyết, việc drone phát nổ trước khi chạm vào mục tiêu có thể làm giảm mức độ sát thương từ đầu đạn nổ lõm thường được gắn trên dòng FPV chống tăng. Dù vậy, các sợi dây thép trên thiết giáp Nga dường như quá ngắn, nên drone Ukraine vẫn có thể phát nổ ở khoảng cách đủ gần để gây thiệt hại nghiêm trọng cho chiếc BMP-1 vốn có lớp giáp mỏng. Hiệu quả thực tế của phương pháp này cũng tùy thuộc vào loại đầu đạn mà chiếc drone mang theo. Một số mẫu drone FPV hiện nay không sử dụng đầu đạn RPG với ngòi nổ cận đích để tập kích mục tiêu, nên có thể miễn nhiễm với trận địa cọc của lực lượng Nga. Trong trường hợp drone được trang bị đầu đạn chống bộ binh như mình định hướng, phương pháp của lính Nga thậm chí có thể phản tác dụng do việc nổ ở trên không sẽ giúp các mảnh văn từ quả đạn phân tán hiệu quả hơn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Drone FPV là một trong các khí tài nổi bật nhất hiện nay tại chiến trường Ukraine. Chúng được cả hai bên sử dụng phổ biến nhờ có giá rẻ và dễ sản xuất, đồng thời có thể gây ra sát thương lớn cho bộ binh và cả khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp nếu đánh trúng vào các vị trí hiểm yếu trên xe. Lực lượng Nga và Ukraine đã áp dụng nhiều biện pháp để đối phó với các sát thủ diệt tăng này, như gắn thiết bị gây nhiễu cầm tay lên phương tiện chiến đấu để vô hiệu hóa drone từ xa. Hai bên cũng sử dụng một số biện pháp thô sơ hơn như hàng giáp lồng lên tháp pháo và các vị trí hiểm yếu hay phủ rơm lên xe để che giấu tín hiệu nhiệt khỏi drone chuyên tập kích ban đêm. Song song với việc tìm cách đối phó drone, Nga và Ukraine cũng đang tăng cường đầu tư vào loại khí tài này để cải thiện về cả chất lượng và số lượng. Giới chức Kyiv cho biết, sản lượng drone của nước này hiện đạt mức 150.000 chiếc một tháng và Ukraine dự kiến có thêm 2 triệu drone trong năm nay. Trong khi đó, Nga được cho là đang thử nghiệm gắn dây cáp cho drone thay vì điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến, giúp chúng không bị vô hiệu hóa bởi thiết bị gây nhiễu. Mở đầu bản tin ngày thứ 761 của chiến sự là một thành công chiến lược đáng chú ý của lực lượng phòng vệ. Theo đó, lữ đoàn xung kết số 3 sau khi đẩy lùi quân xâm lược hiện đang thực hiện hoạt động rà phá ở khu vực Olivka, Abdivka lữ đoàn cho biết trong quá trình hành quân lực lượng xung kích phải dọn dẹp những ngôi nhà mà nhóm quân xâm lược còn trú ngụ hoạt động này đã được thực hiện gần đây nhưng đoạn phim của nó mới được công bố quân đội ukraine đã sử dụng vũ khí nhỏ và súng phóng lựu để tấn công họ cũng đã thu giữ được lựu đạn nổ nhiệt áp cao trước đó hành động của ukraine được bao phủ bởi máy bay không người lái chúng cũng tham gia vào việc vận chuyển vật tư đến khu định cư Đồng thời, quân xâm lược Nga cũng sử dụng máy bay không người lái và tấn công các vị trí của Ukraine ở Olivka bằng máy bay không người lái FBV. Họ sử dụng súng cối cỡ nòng 120 ly chống lại các chiến sĩ của lữ đoàn xung kích số 3. Theo các nhà phân tích của Deep State MAP, những kẻ xâm lược đã chiếm phần chính của Olivka và đang cố gắng tiến về phía nam Semenivka. Gần đây, Demiro Likovi, phát ngôn viên của nhóm chiến lược tác chiến Tafria bảo vệ khu vực này của mặt trận tuyên bố rằng, dòng thác hồ chứa dọc tuyến Berdychi, Semenivka, Olivka là chứng ngại vật nước tự nhiên. Đằng sau đó, lực lượng vũ trang Ukraine dự định xây dựng hàng phòng ngự. Bản thân địa hình sẽ góp phần vào việc phòng thủ. Một loạt các hồ chứa đã được xác định là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Avdivka đang tiếp tục hoạt động phòng thủ người phát ngôn nói. Theo Anatoly Nikitin, trung sĩ của tiểu đoàn hệ thống máy bay không người lái UAS thuộc lữ đoàn tấn công số 3, có những công sự giả chiến giúp lực lượng vũ trang Ukraine phòng thủ trước các đơn vị bộ binh của quân đội và pháo binh Nga. Thật không may, hiện không có biện pháp bảo vệ nào chống lại bom máy bay có điều khiển mà lực lượng Nga sử dụng theo hướng này. Trong khi vụ xả súng đẫm máu ở nhà hát tại Moscow đêm 22 tháng 3 vẫn đang trong giai đoạn điều tra, thì mới đây, kênh truyền thông của ISISK đăng tải thông điệp cảnh báo tiếp tục tấn công nhằm vào Nga. Trang Newsweek đưa tin, trên mạng xã hội, những giờ qua bất ngờ xuất hiện một tấm áp phích của ISISK với nội dung cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Nga. Tấm áp phích này do Al-Azaim, một kênh truyền thông của ISISK thực hiện. Đây là một mạng lưới tuyên truyền của IS, nhóm khủng bố từng bị Nga tiêu diệt ở Syria. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, bốn nghi phạm đến từ Tajikistan phải đối mặt với cáo buộc khủng bố và đều đã nhận tội. Anh Azaim cho rằng, hình ảnh của nghi phạm xuất hiện tại tòa cho thấy những đối tượng này dường như đã bị đánh đập. ISISK cảnh báo, để phản đối điều này, nhóm khủng bố sẽ thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm vào Nga. Nội dung thông điệp có đoạn, với cuộc tấn công hôm 22 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã cho các người thấy rằng với sự cho phép của Thánh Ala các thánh chiến của nhà nước Hồi giáo sẵn sàng trừng phạt vì hành vi mang rợ của các người. Hãy cảnh giác, đừng nghĩ rằng chúng tôi không có cơ hội trả thù cho những người anh em bị bắt làm con tin. Thông điệp viết, kênh Telegram Supernova Plus của Nga đã chia sẻ hình ảnh cho rằng, để phản đối việc tra tấn và thẩm vấn các thành viên khủng bố, nhóm Hồi giáo này đang tổ chức một cuộc tấn công khủng bố khác ở Liên bang Nga. Hiện tại, Nga đang khẩn trương điều tra về vụ việc. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 khẳng định vụ tấn công khủng bố tại Moscow do những phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện. Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi những người Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ, ông Putin nói. Tuy nhiên, ông ta vẫn quy kết một cách kiên cưỡng và vụng về cho Ukraine là người đứng sau ra lệnh. Theo Tổng thống Nga Putin, hiện nay Mỹ thông qua nhiều kênh khác nhau đang cố gắng thuyết phục dư luận rằng Ukraine không liên quan đến vụ tấn công khủng bố này và IS phải chịu trách nhiệm. Trong một diễn biến liên quan, được biết một máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất kỳ lạ rất hiện đại của Nga được cho là đã rơi vào tay Ukraine trong tình trạng nguyên vẹn một phần, tờ Defense đưa tin. Bên cạnh đó, kiev cũng được cho là đã tóm gọn gián điệp nguy hiểm của Moscow. Và. Được công ty công nghiệp khu vực Nga Russian Regional Industry Company RPK phát triển, những máy bay không người lái bí ẩn này được cho là vừa được bắt đầu triển khai trong lực lượng vũ trang Nga từ tháng 10 năm 2023. Chúng có khả năng tấn công mục tiêu hoặc tiến hành các hoạt động đặc mìn từ xa ở khoảng cách lên tới 20 km máy bay không người lái mới lạ bí ẩn nói trên của nga được mô tả là có thiết kế cánh mũi độc đáo nó cũng được trang bị hai động cơ điện đặt trong mũi máy bay uav được chế tạo từ vật liệu nhẹ sử dụng kỹ thuật sản xuất thương mại đến nay thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của loại máy bay không người lái này cũng như mức độ triển khai của nó trên tiền tuyến vẫn chưa được tiết lộ trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine SBU ngày 25 tháng 3 tuyên bố bắt giữ một gián điệp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, người cố gắng gia nhập lực lượng cảnh sát quốc gia và do thám lực lượng vệ binh quốc gia của Ukraine. Nghi phạm được cho là được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu về nhân sự và hoạt động di chuyển thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine thông tin này là cần thiết để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trên không của nga vào các cơ sở của lực lượng phòng vệ ukraine và lập kế hoạch cho các hoạt động chiến đấu trên tiền tuyến theo điều tra để xác minh năng lực của nghi phạm fsb đã chỉ đạo anh ta trinh sát các địa điểm như sân bay quân sự bệnh viện và nhà máy quốc phòng ở khu vực kiev người này cũng có nhiệm vụ thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về một lữ đoàn cơ giới của lực lượng vũ trang ukraine để hoàn thành nhiệm vụ, thủ phạm đã lợi dụng một phụ nữ địa phương và thuê căn hộ của bà này. SBU đã xác định được rằng con trai người phụ nữ đã chiến đấu trong một lữ đoàn và đã hy sinh ở mặt trận. Các nhân viên SBU đã ghi lại từng bước hành động của nghi phạm và tiến hành bắt giữ anh ta tại căn hộ thuê. Theo điều tra, nghi phạm là cư dân quận Provary, được một nhân viên FSB của Nga tuyển dụng từ xa vào cuối năm 2023. Sau khi bị bắt, nghi phạm đối mặt với các buộc phản quốc và phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Thưa quý vị, đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc, Gennady Gatilov phản đối việc Thụy Sĩ đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga. Thụy Sĩ đã từ bỏ lập trường trung lập của họ, quốc gia này đã tham gia vào tất cả các gói trừng phạt áp đặt lên chúng tôi. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Nga phát biểu trước phóng viên tại Geneva ngày 26 tháng 3. Ông Gatilov đề cập đến các vấn đề chuỗi cung ứng và thị thực mà Nga phải đối mặt do lệnh trừng phạt của Thụy Sĩ. Quan chức này tiếp tục: "Hiện tại, chúng tôi đã không nhận thấy cơ hội của Thụy Sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt trong quá trình tổ chức bất cứ hoạt động quốc tế nào." Theo lời của nhà ngoại giao này, sáng kiến của Thụy Sĩ triệu tập một hội nghị về hòa bình Ukraine là nhằm tổ chức một sự kiện như vậy mà không có sự tham gia của Nga và trên cơ sở công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là điều không thể chấp nhận được với Nga. Hồi tháng 1, Thụy Sĩ đã phản hồi tương đối tích cực trước đề nghị của nhà lãnh đạo Ukraine về việc tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao tại quốc gia này. Tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 2, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết hội nghị sẽ được tổ chức ở cấp bộ trưởng. Ông cũng tuyên bố việc mời Nga tham dự sẽ chỉ là điều sớm hay muộn. Thụy Sĩ dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian và hình thức tổ chức sự kiện này vào giữa tháng 4. Đáp trả lại động thái này, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13 tháng 3 khẳng định Moscow sẽ không bao giờ tham gia, ngay cả khi nhận được lời mời chính thức. Diễn đàn này sẽ chỉ nhằm thúc đẩy công thức hòa bình như tối hậu thư của ông Zelensky, bất chấp Thụy Sĩ tỏ ra nỗ lực tìm được tiếng nói chung cho các bên. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, bà Zakharova cho rằng hội nghị sắp tới sẽ tiếp nối những hội nghị trước đó ở Đan Mạch, vốn mất uy tín ngay từ đầu và bị cho là đang đi vào bế tắc. Thụy Sĩ không phải là thành viên Liên minh châu EU hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, quốc gia vốn có vị thế trung lập lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU. Vào năm 2022, Moscow thông qua danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có hành động thiếu thiện chí với Nga và Thụy Sĩ đã bị liệt kê vào danh sách này. Trong lúc lực lượng phòng vệ đang vật lộn với tình trạng thiếu hụt đạn dược trên khắp chiến tuyến, thì quân xâm lược cũng đang đẩy mạnh tấn công, thưa quý vị. Quan chức quân đội Ukraine cho biết, tình hình gần Chashapia đang rất căng thẳng khi Nga cố phá phòng tuyến để tiến về thành phố nằm ở phía tây Bắc Mút. Tình hình liên quan đến cha sáp gia rất khó khăn và căng thẳng. Ông Oleg Kalashnikov, sĩ quan phụ trách truyền thông của Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine ngày 25 tháng 3 cho biết, đối phương đang cố gắng vượt qua phòng tuyến của chúng tôi để tiếp cận cha sáp gia. Theo Kalashnikov, Nga tăng cường sử dụng bom dẫn đường với sức công phá cao trong khu vực và thả chúng xuống những khu vực đông dân cư và công sự kiên cố của lực lượng Ukraine kênh ba của Nga cùng ngày cho biết các đơn vị Nga đang tiếp tục tiến về phía thành phố Yashevya, kiểm soát hơn một nửa làng Bogdanovka. Lực lượng Ukraine vẫn giữ vị trí phía tây nam làng Bogdanovka, song đang rút dần về vị trí đã chuẩn bị sẵn gần Yashevya. Ukraine rút về thành phố Yashevya sau khi Nga kiểm soát Bắc Mốt vào tháng 5 năm 2023. Thị trấn Ivanovskoye và làng Bogdanovka cách Yashevya vài km về phía đông, nếu giành được cha sắp gia, Nga sẽ tăng thêm áp lực lên Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donbass. Quân đội Ukraine buộc phải chuyển sang thế phòng thủ trong vài tháng qua khi chật vật với tình cảnh thiếu đạn. Còn gói viện trợ quân sự 60 tỷ Mỹ Kim vẫn mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, Nga gần đây mở nhiều mũi tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, đạt nhiều thành công và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Nga gần đây cũng tăng cường tần suất tập kích nhằm vào hạ tầng của Ukraine. Theo tổng thống Volodymyr Zelensky, nga sử dụng gần 190 hỏa tiễn, 140 máy bay không người lái (UAV) và thả gần 700 quả bom dẫn đường nhằm vào mục tiêu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng nga cho biết các vụ tập kết nói trên nhằm trả đũa những vụ pháo kích và xâm nhập gần đây của đối phương. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định nga đang nhằm mục tiêu đánh sập hạ tầng năng lượng của Ukraine nhân lúc họ thiếu đạn và vũ khí phòng không. Ukraine vừa tuyên bố thêm một cuộc tấn công thành công nữa vào hạm đội Biển Đen của Nga, đồng thời thông báo vào ngày 26 tháng 3 rằng tàu đổ bộ Konstantin Olshansky đã bị trúng hỏa tiễn Neptune. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn hải quân Dmitry Pletenchuk cho biết thiệt hại về con tàu vẫn đang được xác định. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu của hạm đội Biển Đen ở Crimea bị chiếm đóng, nhắm mục tiêu thành công vào một số tàu và buộc lực lượng Nga phải tái khai triển đến vùng biển an toàn hơn. Trong bình luận với Liga.net, Bletenchuk cho biết vụ tấn công vào tàu Konstantin Onshatsky xảy ra vào đầu tuần này vào ngày 23 tháng 3, cùng ngày hai tàu đổ bộ lớp Robucha của Nga là Yaman và Azov bị bắn trúng được đóng vào năm 1985, Konstantin Olshansky được chuyển giao cho hải quân Ukraine vào năm 1996 khi hạm đội hải quân của Liên Xô bị chia cắt. Đây là một trong nhiều tàu của Ukraine bị lực lượng Nga cướp trong quá trình sắp nhập Crimea năm 2014. Con tàu này lẽ ra sẽ được Ukraine sử dụng, do đó chúng tôi đã đưa ra quyết định tiêu diệt đơn vị này bằng hỏa tiễn Neptune của chúng tôi. Pletenchuk nói với đài truyền hình quốc gia, Quân đội Ukraine ngày 24 tháng 3 cho biết, cuộc tấn công vào cuối ngày 23 tháng 3 cũng nhằm vào một số cơ sở hạ tầng của hạm đội Biển Đen ở Crimea và một trung tâm liên lạc quân sự của Nga. Trung tâm truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Stratcom gần đây báo cáo rằng, tính đến đầu tháng 2 năm 2024, 33% tàu chiến của hạm đội đã bị vô hiệu hóa, bao gồm 24 tàu và một tàu ngầm, Nga đã thực hiện một số bước để giải quyết mối đe dọa đang tiếp diễn, bao gồm cả việc thay thế chỉ huy hải quân Nga vào đầu tháng này. Khôn 20 năm dạy đúng một ngày 24 tháng 2 năm 2024, Putin đã biến nước Nga từ chiếu trên giờ đây trở thành bán chương hồ của Trung Quốc, mặt nước này thâu tóm và thao túng trong lòng bàn tay. Được biết, quốc gia đối tác toàn diện không giới hạn này của Nga lại vừa dán vào quốc gia xâm lược những đòn đau đớn, Đầu tiên từ ngày 29 tháng 3, ngân hàng Kulin Trung Quốc hoàn toàn từ chối làm việc với Nga, đóng cửa khả năng giao dịch đối với doanh nghiệp của quốc gia xâm lược. Ngân hàng Trung Quốc Kunlin Bank, được thành lập đặc biệt để làm việc với Iran bị trừng phạt, đã tuyên bố ngừng hoàn toàn việc xử lý các khoản thanh toán từ Nga từ ngày 29 tháng 3. Thông tin này được tờ The Moscow Times đăng tải các doanh nghiệp Nga đã phải đối mặt với những thất bại trong nỗ lực vượt qua sự cô lập do Washington đe dọa các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng nước ngoài làm ăn với Nga. Ngân hàng Kunlin do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc kiểm soát trước đây được thành lập để phục vụ Iran bị trừng phạt và Nga đặt nhiều hy vọng vào hoạt động của ngân hàng này. Nhưng hy vọng này của người Nga đã sụp đổ khi ban quản lý ngân hàng quyết định từ chối nhận tiền từ Nga bước đi này đồng nghĩa với những vấn đề mới đối với doanh nghiệp nga dưới áp lực trừng phạt và làm tăng sự cô lập của nền kinh tế nga trên thị trường quốc tế theo thông tin đến tiền bị kẹt trong các ngân hàng quốc tế và các khoản thanh toán không được thực hiện khiến các giao dịch và những hàng hóa mà nga rất cần không thể thực hiện được trung quốc đang kết liễu ngành công nghiệp ô tô nga Bên cạnh đó, với việc Trung Quốc tiếp quản thị trường ô tô Nga đang diễn ra thành công, ngành công nghiệp ô tô Nga đang trên bờ vực trước sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh hùng mạnh. Trung Quốc đang rất tích cực chiếm lĩnh thị trường ô tô Nga, thị trường ô tô Nga đã bị phương Tây cắt đứt do các lệnh trừng phạt. Người Trung Quốc bắt đầu bán phá giá, qua đó kết liễu đối thủ cạnh tranh của họ trong ngành ô tô. Ấn phẩm của Nga The Moscow Times viết về điều này. Tình hình trở nên nghiêm trọng đối với Avtovaz của Nga, hãng không thể cạnh tranh với ô tô giá rẻ của Trung Quốc. Tuần trước, người đứng đầu công ty Maxim Sokolov đã công khai cáo buộc Bắc Kinh hung hăng mở rộng sang thị trường Nga. Một quan chức Nga cho biết, nhiều thương hiệu Trung Quốc đang bắt đầu vượt qua tỷ lệ tái chế và thâm nhập vào các thị trường truyền thống, tức các nhóm tập trung sản xuất sản phẩm từ các mẫu xe của chúng tôi. Điều quan trọng là sau những lời phàn nàn của Sokolov, người Trung Quốc chỉ gia tăng áp lực. Ví dụ Chinese Cherry đã tăng gấp đôi mức giảm giá trong những ngày gần đây trên một số mẫu, chúng đạt tới 500.000 rúp vượt quá phí tái chế. Mục đích của phí tái chế chính xác là để tăng giá trị của ô tô nước ngoài và từ đó mang lại lợi thế về giá cho ô tô Nga sản xuất. Tuy nhiên hóa ra người Trung Quốc không muốn chơi theo luật không giống như phương Tây. Đồng thời, họ không hề tỏ ra mong muốn chuyển hoạt động sản xuất của mình sang lãnh thổ Nga. Đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đe dọa hành động quân sự nếu biên giới của Belarus bị xâm phạm trong đòn tấn công mới nhất của ông nhằm vào NATO đang tiến hành tập trận trong khu vực. Lukashenko đã đưa ra nhận xét này trong cuộc thị sát lực lượng của ông ở quận Osmiyani thuộc vùng Horono, cách biên giới của thành viên liên minh Litva khoảng 20 dặm. Tôi sẽ nói công khai rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng phải bị trấn áp bằng các biện pháp vũ trang, ông Lukashenko nói hôm thứ Ba theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta. Mọi hành vi xâm phạm biên giới quốc gia đều có thể bị tiêu diệt, ông nói thêm. Hãng thông tấn Belta lưu ý trong báo cáo của mình về mức độ của cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của Liên minh bắt đầu vào tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Belta đưa tin, các tiểu đoàn bộ binh và cơ giới của Đức và Mỹ đã tập trung tại sân tập Pepret ở Litva, cách biên giới Belarus khoảng 9 dặm. Theo hãng tin Bota, những thứ này có thể được sử dụng để thực hiện các hành động khiêu khích liên quan đến các nhóm phá hoại, trinh sát và các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Chúng ta không nên thư giãn. Chúng tôi chắc chắn rằng nếu làm vậy, họ sẽ tấn công chúng tôi, ông Lukashenko nói. Trong một bài đăng trên Substrate hôm thứ Hai, nhà phân tích quân sự Korat Mizika từ Rojan Consulting cho biết, các đơn vị của lữ đoàn cơ giới Belarus được bố trí gần khu vực biên giới Litva như một phần của hoạt động kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Mizuka lưu ý rằng lực lượng Belarus được triển khai thiếu khả năng gây ra mối đe dọa quân sự nghiêm trọng cho các thành viên NATO. Trước đó, hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin tuyên bố rằng quân đội của họ sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay nào đi vào không phận của mình. Ngoài ra, ông Lukashenko còn tuyên bố, nhưng không cung cấp bằng chứng vào tháng trước rằng tình báo Mỹ gốc Ba Lan đang chuẩn bị một hành động khiêu khích quy mô lớn chống lại thường dân Ba Lan. Hành động này sẽ bị đổ lỗi cho Nga và Belarus. Thưa quý vị, hiện vẫn có những người hoài nghi không tin vào hiệu quả của hệ thống Patriot trong cuộc chiến chống đạn đạo và hỏa tiễn siêu thanh, nhưng các sự kiện ở Ukraine đã xua tan mọi nghi ngờ. Gần đây, Business Insider đã đăng một bài báo lớn về hệ thống Patriot. Hệ thống đầu tiên đã được giao cho Ukraine gần một năm trước, vào tháng 4 năm 2023. Hiện nay, lực lượng vũ trang Ukraine có ít nhất 3 hoặc thậm chí 5 hệ thống. Hóa ra, trong cuộc chiến Nga-Ukraine, các hệ thống Patriot của Mỹ đã thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Frederick Mertens, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược The Hague, cho biết Patriot đã hoạt động tốt trong năm nay, các chuyên gia viết rằng, hệ thống MIM-104 Patriot được phát triển ở Mỹ từ năm 1960 và được thử nghiệm lần đầu tiên tại Vịnh Ba Tư vào năm 1990. Vào thời điểm đó, hệ thống này không phải lúc nào cũng có thể đánh chặn được hỏa tiễn Scud của Iraq. Ngay trong cuộc chiến ở Iraq, hệ thống của Mỹ có thể bắn nhầm máy bay đồng minh trên không, nhầm chúng với hỏa tiễn của Iraq. Sau năm 1990, hệ thống đã được cải tiến nhưng vẫn chưa biết lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng model nào. PAC2 hay PAC3. Các chuyên gia nói với Business Insider rằng mọi nghi ngờ còn sót lại về tính hiệu quả của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong việc bắn hạ các mối đe dọa trên không cuối cùng đã bị xua tan nhờ hiệu suất của hệ thống này ở Ukraine. Trong mọi trường hợp, chưa có khiếu nại nào về hệ thống. Mertens cho biết có những lo ngại về cách Patriot sẽ đối phó với các hỏa tiễn mới nhất của Nga. Tuy nhiên, kết quả thì mọi người đều biết Ban đầu, Điện Kremlin cố gắng truy lùng Patriot nhằm phá hủy toàn bộ hệ thống do phương Tây cung cấp cho Ukraine, nhưng kế hoạch này đã thất bại. Đồng thời, hiện tại không có thông tin công khai nào về chính xác có bao nhiêu hỏa tiễn máy bay không người lái Kamikaze, máy bay không người lái và máy bay đã bị hệ thống Patriot bắn hạ. Razan Menan, nhà phân tích từ Trung tâm Ưu tiên Quốc phòng tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được thành công tốt đẹp như vậy là nhờ họ đã tích hợp được Patriot vào mạng lưới các hệ thống từ thời Liên Xô và NATO. Thành công lớn nhất và bất ngờ nhất của Patriot ở Ukraine là đánh chặn được hỏa tiễn loại Kinzhan mới nhất của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng tích cực sử dụng hệ thống này để tiêu diệt máy bay quân sự của đối phương. Vấn đề lớn cho tương lai là tình trạng thiếu hỏa tiễn Patriot, Tòa Bạch Úc cho biết một hỏa tiễn có giá từ 2 đến 4 triệu Mỹ Kim. Bản thân hỏa tiễn cũng đang thiếu hụt vì hệ thống này đang được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Sau khi đẩy lùi làn sóng tấn công của quân Nga vào căn bong ke trú ẩn nhỏ bên trong một căn hầm gần một ngôi nhà bỏ hoang của mình, hai binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt. Trong khi đó, những người lính Nga đang áp sát họ đó là một trong những khung cảnh kinh hoàng trong trận chiến giành giật băng kè đẫm máu giữa quân đội Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện mang tính thường nhật xảy ra trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km giữa hai nước. Sau đây, Thảo Vi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về trận chiến giành giật băng ke đẫm máu để có thể phần nào đó hiểu được sự nguy khốn trên mặt trận lúc bấy giờ. Họ bao vây chúng tôi và bắt đầu ném lựu đạn họ hét lên, hãy đầu hàng và các người sẽ sống. Nhưng đầu hàng cũng chẳng ít gì vì họ sẽ xé chúng tôi thành từng mảnh. Bên nhì Ukraine, Vladislav Molody, 39 tuổi, biệt danh là Hammer, nói với New York Times. Lúc đó là vào khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 2023 tại Ajivka, chiến trường khốc liệt nhất ở Ukraine khi đó. Binh nhì Molody sau này chỉ thoát khỏi căn hầm lạnh lẽo chật chội 41 ngày sau đó, một mình nhưng may mắn còn sống. Là thành viên của lữ đoàn Jäger số 71 của quân đội Ukraine, binh nhì Molody đã kể lại trận chiến giành giật bong ke với quân Nga trên giường bệnh, nơi anh đang được điều trị sau khi thoát khỏi căn hầm trong tình trạng kiệt sức tê cống. Cố thủ 41 ngày trong bong ke. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, binh nhì Molody và ba binh sĩ khác được điều động đến một vị trí tại một ngôi nhà bỏ hoang ở phía nam Ajivka, nơi có một hầm chứa thường dùng để trữ rau và các thực phẩm khác vào mùa đông gần đó. Chính trong căn hầm đó, một không gian có hai phòng kính như bưng và chỉ có thể vào qua một đường hầm hẹp là nơi mà những người lính Ukraine sẽ quyết liệt chiến đấu để sinh tồn. Ngôi nhà nơi binh nhị đi đóng quân được lực lượng Ukraine sử dụng làm trạm quan sát và họ đã thiết lập các vị trí bắn kiên cố ở đó để nhắm vào các lực lượng Nga đang di chuyển về phía họ. Họ cũng có các vị trí bắn bên trong bong kè nhưng khi binh nhì đi và đơn vị của anh đến địa điểm này toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi sương mù dày đặc trong nhiều ngày giúp lực lượng nga tiếp cận các bon ke mà không bị phát hiện nhờ vậy họ bắt đầu tiến hành các đợt tấn công quyết liệt ngay sáng hôm sau chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên ngay lập tức binh nhì đi nói Tưởng rằng có chút thời gian để nghỉ ngơi, binh nhì Iho Jetiak, 38 tuổi, đi vào hầm để sưởi ấm chân và binh nhì mô lúc đi thì pha trà. Hai thành viên còn lại của nhóm cảnh giới ở bên ngoài. Đột nhiên họ hét lên báo động về một đợt tấn công mới của quân Nga, bảo đạn dữ dội xung quanh ngôi nhà. Hai binh nhì kẹt trong bong ke, bắn trả khoảng một nhóm tấn công gồm 15 đến 20 lính Nga. Sau đó cả hai người lính Ukraine bên ngoài bong đều thiệt mạng trong cuộc giao tranh vào ngày 14 tháng 2 năm 2023 và trong ba ngày tiếp theo, binh nhì Molody và binh nhì Tretyak cầm chân được nhóm tấn công. Vào ngày thứ tư, ngôi nhà bỏ hoang bị nổ tung, chặn lối vào hầm và nhốt hai người lính Ukraine bên dưới lòng đất. Người nga đã chôn vùi căn nhà hoàn toàn để ngăn chúng tôi thoát ra ngoài, binh nhì Molody nói. Thoát chết trong gang tấc bên trong căn hầm chật chội, hai binh nhì Ukraine đã sớm cạn kiệt lương thực và không có phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài. Chúng tôi ăn một lần một ngày, chỉ nửa lon thịt hộp hoặc một ít cháo, binh nhì Molody kể. Hai tuần sau, binh nhì Jadak quyết định nếu không trốn, anh sẽ chết vì các vết thương của mình. Binh nhì Molody thì quyết định ở lại. Binh nhì Jadak tìm ra điểm yếu giữa một số dầm trần bị sập, anh đào đất rồi trèo ra ngoài. Ngay sau đó, binh nhị đi nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng, đồng thời lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra với đồng đội của mình. Anh không biết rằng đồng đội của mình đã sống sót cho đến hơn 3 tuần sau khi anh ta rời hầm. Khi còn lại một mình trong căn hầm, binh nhị đi co ro trong bóng tối khi mặt đất xung quanh rung chuyển với những vụ nổ gần như liên tục. Binh nhì Mô lót Đi cuối cùng cũng hết sạch thức ăn và cuối cùng phải dùng cánh tay gầy guộc đào đất từ cái lỗ mà bên nhì Tre dùng để trốn thoát để lấy tuyết làm nước. Anh đã chuẩn bị để chết. Sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh đi đáng sợ. Tiếng nổ bên ngoài lắng xuống. Trong hai ngày, anh không nghe thấy tiếng lính Nga. Đến 8 giờ ngày 21 tháng 3, anh nghe thấy có người gọi tên mình những người lính Ukraine đã được báo rằng một trong những đồng đội của họ có thể còn sống tại vị trí này nhiều tuần kể từ khi binh nhì Tretiak trốn thoát. Chính họ đã tìm thấy và cứu sống Hammer từ dưới đống đổ nát. Trung sĩ Anatoly, 37 tuổi, một bác sĩ điều trị cho binh nhì Molody cho biết, khi được đưa lên mặt đất, Molody chỉ còn da bọc xương, tinh thần kiệt quệ và hầu như không còn sống. Tuy nhiên, đôi mắt anh ấy ánh lên niềm hạnh phúc vì cuối cùng cũng được đoàn tụ với đồng đội của mình, một binh sĩ Ukraine tham gia giải cứu Molody cho biết. Không lâu sau khi binh nhì Molody được giải cứu, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Ajivka sụp đổ và Nga đã chiếm được thành phố, bao gồm cả Bonke Molody và binh nhì Tretyak từng ẩn náu. Cả hai người lính Ukraine hiện đều cho biết họ mong đợi sẽ sớm được trở lại chiến đấu. Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố Nga không cần phải công bố thêm một đợt huy động quân, ngay cả khi Moscow quyết định thiết lập vùng đệm ở Ukraine. Vào đầu tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc tới khả năng Nga có thể buộc phải tạo ra vùng đệm ở Ukraine để bảo đảm an toàn cho những khu vực của Nga khỏi các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái gây thương vong. Theo hãng tin RT hôm 26 tháng 3, khi được đặt câu hỏi liệu có cần huy động thêm lực lượng mới để hoàn thành mục tiêu trên hay không, Bộ trưởng Shoigu đã bác bỏ tin đồn và nói nó hoàn toàn vô nghĩa cũng như hoàn toàn ngu ngốc. Moscow từng thực hiện lệnh động viên một phần hồi tháng 9 năm 2022, vào thời điểm đó, ông Shoigu giải thích việc bổ sung quân để ổn định tình hình, bảo vệ các vùng lãnh thổ mới và giữ vững chiến tuyến kéo dài hơn 1.000 km. Kể từ đó, giới chức Nga đã nhiều lần bác bỏ tin đồn về một đợt huy động mới sắp diễn ra. Tuy nhiên, Nga đã phát động chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn, khuyến khích mọi người nhập ngũ với khoảng 490.000 người đã ký hợp đồng với quân đội Nga hoặc tham gia các đơn vị tình nguyện trong năm 2023. Vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Putin cho biết Hàng ngày có khoảng 1.500 tình nguyện viên gia nhập quân đội Nga trên khắp cả nước. Tất cả kế hoạch tuyển dụng cho lục quân và hải quân trong năm nay đã được hoàn thành. Ông Shoigu nói hồi tháng 12 năm 2023 và cho biết quy mô các lực lượng vũ trang Nga là 1,15 triệu quân. Con số này sẽ tăng lên 1,5 triệu quân trong năm nay, bao gồm 745.000 binh sĩ hợp đồng. Đến với một thành công chiến lược khác, được biết, trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào buổi sáng ở Kyiv, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công hai hỏa tiễn siêu thanh Zikon. Thông tin về việc đánh chặn hỏa tiễn đã được Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine công bố. Vào khoảng 10 giờ 30 phút, quân đội Nga tấn công Kyiv bằng hai hỏa tiễn đạn đạo từ Crimea tạm thời bị chiếm đóng. Các mục tiêu đã bị tiêu diệt, loại hỏa tiễn đang được xác định. Tuyên bố cho biết, sau khi bị đánh chặn, mảnh vỡ hỏa tiễn tiếp tục rơi tự do xuống Kyiv và làm hư hại một số tòa nhà ở quận Bereskyi và bờ trái thủ đô. Bảy người bị thương do mảnh vỡ rơi xuống. Người giám sát kênh Telegram đưa tin rằng các hỏa tiễn đã bay quãng đường 580 km tới Kyiv trong vòng 3 phút. Điều này cho thấy đó là tốc độ bay siêu thanh, nó có thể ước tính đạt tốc độ 11.600 km giờ, hoặc hơn Mach 9. Vào những thời điểm khác nhau, các nhà phát triển đã đưa ra các tầm bay khác nhau cho hỏa tiễn 3M22 từ 600 đến 1.500 km, được cho là có thể vượt qua ở tốc độ Mach 8-9. Trọng lượng đầu đạn của nó được cho là 300 đến 400 kg. Kể từ khi bắt đầu phát triển vào năm 2011, không có bức ảnh đáng tin cậy nào về hỏa tiễn này được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, mảnh vỡ thu được sau vụ tai nạn cho phép nghiên cứu chi tiết hơn về cấu trúc của nó. Các bức ảnh cho thấy các bộ phận có ký hiệu nhà máy 3M22, các mảnh vỡ dường như là một phần của thân hỏa tiễn, một động cơ nhiên liệu rắn và có thể là một đầu đạn chưa nổ. Các hình khắc số trên mảnh vỡ đó khớp với những hình khắc được tìm thấy trong cuộc tấn công của Nga vào Kyiv hồi tháng 2, khi hệ thống hỏa tiễn Ricon cũng được sử dụng. Sử dụng những mảnh vỡ thu được vào thời điểm đó, viện nghiên cứu khoa học giám định pháp y Kyiv đã vẽ ra sơ đồ gần đúng của hỏa tiễn 3M22 Ricon. Nga cũng đã chính thức công nhận việc sử dụng loại hỏa tiễn này trong cuộc chiến chống Ukraine. Vladimir Putin đã công khai điều này vào ngày 29 tháng 2. Thưa quý vị, sau khi Putin cuối cùng cũng thừa nhận rằng Nga đang trong tình trạng chiến tranh với Ukraine, chứ không chỉ là một chiến dịch quân sự đặc biệt nữa, thì họ đã thành lập hai sư đoàn mới để có thể đáp ứng nhu cầu tác chiến. Tuy nhiên, đời không như là mơ, theo nguồn tin tình báo của Anh, hai quân đội mới của Nga được Moscow công bố có thể sẽ gặp phải các vấn đề về huấn luyện và trang bị. Bộ Quốc phòng London MOD thừa nhận rằng, hai quân đoàn vũ trang kết hợp CIA mới và 14 sư đoàn cũng như 16 lữ đoàn trên lý thuyết có thể được biên chế vào cuối năm 2024, như tuyên bố vào ngày 20 tháng 3 của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhưng bộ quốc phòng tin rằng việc vận hành các nhóm này có vấn đề vì một số lý do bao gồm thiếu đào tạo và thiết bị cũ các nguồn tin khác tin rằng việc huy động lực lượng tham gia thành lập các đơn vị chiến đấu sẽ biểu thị hoặc buộc tổng thống nga vladimir putin phải thay đổi theo hướng thừa nhận rằng đất nước của ông đang trong tình trạng chiến tranh thay vì tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine không rõ cần bao nhiêu quân để thành lập các đơn vị mới, nhưng Putin được cho là đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc phải có các tiếp cận tích cực hơn trong cuộc chiến xâm lược Ukraine và đưa ra một cuộc huy động toàn diện. Tình báo quân đội Anh cho biết, mặc dù loại hình, vị trí và thành phần chính xác của các đơn vị mới không được công bố, nhưng rất có thể sẽ có sự kết hợp bao gồm cơ giới, thiết giáp, pháo binh và hậu cần. Phần tích tình báo của Bộ Quốc phòng cho biết, có khả năng thực tế là những tin tức này có liên quan đến các thông báo trước đó của đơn vị và kế hoạch nâng cấp lữ đoàn đến sư đoàn. Với những nỗ lực tuyển dụng thành công của Nga, nhiều khả năng các đơn vị này có thể có đủ nhân sự. Tuy nhiên, do trình độ đào tạo hạn chế của Nga, việc sử dụng rộng rãi các thiết bị cũ và các vấn đề về cơ sở hạ tầng, có khả năng các đơn vị này sẽ gặp phải các vấn đề về nguồn lực tương tự, nó nói thêm. Các nhà quan sát cho biết, các vấn đề thực tế được Bộ Quốc phòng cảnh báo có thể trở nên phức tạp hơn do các câu hỏi về truyền thông và tuyên truyền mà họ nêu ra. Alex Kojarov, nhà phân tích rủi ro người Nga tại S&P Global Market Intelligence, cho biết thông báo này có thể báo hiệu rằng Putin có thể tiến hành huy động toàn diện. Tại Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Shagu nói rằng Bộ Quốc phòng sẽ thành lập hai quân đội mới và 30 đội hình, bao gồm 14 sư đoàn và 16 lữ đoàn vào năm 2024, ông viết trên X, trước đây là Twitter. Có vẻ như một làn sóng huy động khác sẽ đến vào mùa xuân năm 2024. Người dùng X, người Ukraine, Natanka, cũng siêu đoán tương tự viết rằng, sau khi cuộc bầu cử giả tạo kết thúc, không có gì đáng ngạc nhiên, một làn sóng huy tập mới sắp tấn công Nga. Một số nhà quan sát mạng xã hội về cuộc chiến cũng siêu đoán rằng tuyên bố gần đây của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov có thể báo hiệu rằng Nga có thể sớm công bố huy động một phần hoặc toàn bộ quân đội. Tạm rời xa chiến trường Nga-Ukraine để đến với chính trường Mỹ đang ngày một sôi động trước thềm bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Mỹ cần một làn sóng đỏ và sẽ kết thúc nếu Đảng Cộng hòa không giành ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX cho biết trong một bài đăng trên X, tỷ phú Elon Musk từng bỏ phiếu cho ứng viên Joe Biden vào năm 2020 nhưng đã nhiều lần chỉ trích cách chính quyền tổng thống Joe Biden xử lý cuộc khủng hoảng biên giới ở miền Nam nước Mỹ và cáo buộc Đảng Dân chủ đang bị các liên đoàn kiểm soát. Tôi đều bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ cho đến vài năm trước. Giờ đây, tôi nghĩ chúng ta cần một làn sóng đỏ, nếu không nước Mỹ sẽ kết thúc. Tỷ phú Merck viết trên X. Theo giới truyền thông, tỷ phú Elon Musk ngày càng suy giảm sự ủng hộ đối với Tổng thống Biden sau khi Tesla, công ty xe điện bán chạy nhất ở Mỹ, bị loại khỏi hội nghị của Tòa Bạch Úc về xe điện vào năm 2021. Năm ngoái, tỷ phú Musk nói rằng ông nghi ngờ về khả năng tiếp tục bỏ phiếu cho Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, cho đến nay, ông vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ đối thủ Donald Trump của ông Biden. Tôi nghĩ tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden, tỷ phú Elon Musk nói tại một sự kiện vào tháng 11. Nhưng tôi cũng không nói rằng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Đầu tháng này, tờ New York Times đưa tin ông Trump đã gặp tỷ phú Musk ở Florida khi cựu tổng thống đang tìm kiếm một nguồn tiền mặt lớn cho chiến dịch tái tranh cử của mình. Tỷ phú Musk xác nhận cuộc gặp nhưng khẳng định rằng ông không quyên góp cho chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa. Tôi đang ăn sáng với một người bạn thì ông Donald Trump ghé qua, chỉ thế thôi. Ông nói, cho biết thêm rằng ông Trump chưa yêu cầu bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào. Tiếp theo là một phần khá quen thuộc trong các bản tin của The Saigon Post, đó là cập nhật tổn thất của quân xâm lược Nga. Được biết, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã loại khỏi phòng chiến 1.030 kẻ chiếm đóng. Như vậy là Nga đã mất lên tới 439.190 quân nhân trong suốt 762 ngày phát động cuộc chiến xâm lược quốc gia láng giềng. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Ukraine còn phá hủy 11 xe tăng, 27 hệ thống pháo binh và 25 máy bay không người lái của kẻ địch. The Saigon Post đưa tin này dựa trên báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại của Nga tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 27 tháng 3 năm 2024 là khoảng

máy bay 347 chiếc, trực thăng 325 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 8.578 cộng 25 chiếc, hỏa tiễn hành trình 2.015 cộng 1 đơn vị, tàu thuyền 26 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 14.539 cộng 41 chiếc, thiết bị đặc biệt 1.794 cộng 5 đơn vị. Tình hình ở mặt trận, tại Ukraine, 67 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra trên mặt trận trong ngày người Nga đang cố gắng tấn công lực lượng vũ trang Ukraine theo ba hướng trong khu vực Donetsk. Bên cạnh đó, đoạn phim được công bố ngày 25 tháng 3 đã cho thấy một cuộc tấn công của quả bom phóng từ mặt đất đường kính nhỏ hai HIMARS của Ukraine vào một trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Nga gần Chernyayanka, vùng Kherson. Tiếp theo đây sẽ là một thông tin hứa hẹn một mùa hè bùng nổ ở bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Theo đó, được biết, Cơ quan An ninh Ukraine SSU đang chuẩn bị các hoạt động đặc biệt mới cho năm 2024. Các hoạt động này bao gồm việc sử dụng xuồng không người lái của Hải quân Sea Baby, theo tiết lộ của một nguồn tin trong SSU nói chuyện với Liga.net. Theo nguồn tin, người đứng đầu SSU Vasil Maliak hứa hẹn mang lại bất ngờ cho Nga. Ví dụ, 35 xuồng không người lái Sea Baby của Ukraine đang được chuẩn bị cho các nhiệm vụ chiến đấu trên biển, SSU đã trưng bày chiếc xuồng không người lái đầu tiên trong lô này, có tên là Avdiivka. Ngoài ra, cơ quan an ninh Ukraine đang chuẩn bị cho các hoạt động mới mang tính tuyệt mật. Rõ ràng là cơ quan đặc biệt không những không tiết lộ kế hoạch của mình, mà còn không phải lúc nào cũng cho chúng tôi biết chi tiết về kết quả đã hoàn thành. Nhưng hôm nay, SSU đang làm mọi thứ có thể để đưa chiến thắng của Ukraine đến gần hơn. Nguồn tin cho biết, được biết, thiết bị không người lái hải quân cho cơ quan an ninh Ukraine được chế tạo theo sáng kiến United 24. Nhóm United 24 cùng với các tình nguyện viên, tổ chức tài chính và công dân bình thường đã quyên góp được hơn 324 triệu UAH trong một ngày rưỡi để chế tạo thêm 35 xuồng không người lái hải quân. Chúng có thể mang theo 850 kg thuốc nổ, tăng tốc lên tới 90 km một giờ và đi được quãng đường 1.000 km. Chuyển sang những diễn biến ở mặt trận Trung Đông, loạt vụ tập kích trong lãnh thổ Syria mới đây khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có một cố vấn quân sự Iran và một nhân viên WHO. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOSR có trụ sở tại Anh ngày 26 tháng 3 cho biết, vụ tập kích nhằm vào thành phố Deir ez-Zor và thị trấn Al-Bukhaman gần biên giới trong số các mục tiêu của trận không kích có một biệt thự nằm ở Deir Ezra, nơi được dùng làm trung tâm liên lạc trong khu vực. Theo SOHR, vụ tập kích khiến một cố vấn thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cùng hai vệ sĩ, chín tay súng Iraq và bốn tay súng Syria thuộc các nhóm dân quân thân Iran thiệt mạng. Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết, cố vấn IRGC chết trong trận tập kích là Berod Vahedi thuộc lực lượng Khad chuyên phụ trách hoạt động ở nước ngoài. Cùng ngày, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WSO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo MSCH, kỹ sư của cơ quan chuyên điều phối các vấn đề nước và vệ sinh ở DESO thiệt mạng trong vụ tập kích. SOHR không cho biết bên nào thực hiện các vụ tập kích nói trên. DESO từng bị Mỹ và Israel không kích. IRNA đưa tin Israel tiến hành đợt tấn công, theo Aviv chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, hãng thông tấn Sana của Syria cáo buộc Mỹ thực hiện vụ tấn công, tuy nhiên một quan chức Mỹ tuyên bố quân đội nước này không khai triển bất cứ đợt không kích nào trong đêm. Israel từng thực hiện hàng trăm vụ không kích vào các nhóm dân quân thân Iran tại Syria, chiến đấu cùng lực lượng của tổng thống Bashar al-Assad song hiếm khi nhận trách nhiệm. Mỹ cũng nhiều lần tấn công dân quân thân Iran mà họ cáo buộc nhiều lần tấn công vào lợi ích của Mỹ tại Iraq và Syria khi chiến sự Israel Hamas diễn ra đợt không kích hồi tháng 2 của Mỹ nhằm vào mục tiêu ở Jei và Al-Mayadin, Syria, khiến 29 tay súng thân Iran thiệt mạng. Chiến dịch này nhằm trả đũa vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan, khiến ba binh sĩ nước này thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại đối đầu trực diện giữa Mỹ và Iran. Các nhóm dân quân thân Iran sau đó hạn chế tấn công mục tiêu Mỹ tại Syria. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Israel rằng Nước này đang mất dần sự ủng hộ của quốc tế vì chiến sự ở giải Gaza, đồng thời tái kêu gọi chấm dứt cuộc chiến. Phát ngôn của ông Donald Trump, người gần như chắc chắn sẽ cạnh tranh với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, xuất hiện giữa lúc Washington bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong xung đột giữa Israel và Hamas. Các bạn phải kết thúc cuộc chiến của mình, phải chấm dứt chiến sự. Các bạn phải khép lại chuyện này." Ông Trump nói với nhật báo Israel Hayom của Israel trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 25 tháng 3 theo AFP. Tờ báo cho biết cuộc phỏng vấn được thực hiện vào cuối tuần trước. "Và tôi sẽ nói rằng Israel phải hết sức cẩn thận bởi vì các bạn đang mất đi rất nhiều sự ủng hộ của thế giới. Các bạn phải kết thúc, các bạn phải khép lại chuyện này." Cựu tổng thống Mỹ nói. Ông Trump thường xuyên tự nhận mình là đồng minh lớn của Israel. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã ra quyết định chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem và chính quyền của ông có vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho hiệp định Abraham năm 2020. Thông qua hiệp định này, các nước Ả Rập bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Bahrain đã bình thường hóa quan hệ với Israel vốn tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai, người Palestine đã phản đối các chính sách của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với Israel Hayom, tổng thống thứ 45 của Mỹ cũng công kích các chính trị gia đảng Dân Chủ. Trong đó có lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ, George Schumer, vì họ chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tôi nghĩ đó là chuyện khủng khiếp. Ông Trump nói về việc ông Schumer kêu gọi tổ chức bầu cử sớm ở Israel gần đây. Theo một thống kê của AFP, dựa trên số liệu chính thức của Israel, chiến sự ở Gaza được châm ngòi bởi cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn đến cái chết của khoảng 1.160 người, chủ yếu là dân thường. Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, Chiến dịch quân sự trả đũa của Israel nhằm tiêu diệt Hamas đến nay đã lấy đi sinh mạng của 32.333 người tại lãnh thổ này, trong đó có khoảng 13.000 tay súng Hamas. Ông Trump cho biết, ông sẽ đáp trả cuộc tấn công của Hamas tương tự cách mà Israel đã làm, nhưng bày tỏ lo ngại về cuộc chiến trong đó các đoàn tấn công của Israel đã khiến phần lớn Gaza trở thành đống đổ nát. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do dẫn đến nhiều phản ứng dữ dội Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn, đồng thời cho rằng quân đội Israel lẽ ra không nên công bố video về các cuộc tấn công. Tôi nghĩ Israel muốn chứng tỏ rằng họ mạnh mẽ, nhưng đôi khi bạn không nên làm như vậy, ông nói. Thưa quý vị, quân đội Israel xác nhận đã hạ phó thủ lĩnh cánh quân sự Hamas-Israel nửa tháng trước, quan chức cấp cao nhất của nhóm chết từ đầu xung đột. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin mà Isha đã bị hạ trong cuộc tập kích do không quân Israel tiến hành dựa trên tin tình báo của cơ quan an ninh Shimbet cách đây 2 tuần. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, thông báo ngày 26 tháng 3. Hagari mô tả Isha là một trong những người tổ chức cuộc tập kích hiệp đồng của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 vào năm ngoái, đồng thời là thành viên cấp cao nhất của nhóm vũ trang bị hạ kể từ đầu xung đột Ngoài gazi Ghazi Abu Tama, người phụ trách quản lý tất cả vũ khí của Hamas tại giải Gaza, cũng thiệt mạng trong vụ tập kích. Hamas chưa bình luận về thông tin. IDF hồi giữa tháng thông báo đã không kích nơi ẩn nấp của Isa và Tama'a tại Nusrat, miền trung giải Gaza, trong chiến dịch tiến hành vào đêm 9 tháng 3 rạng sáng 10 tháng 3. Song khi đó chưa thể xác nhận hai quan chức của Hamas đã thiệt mạng hay chưa. Cố vấn ngàn ninh quốc gia tòa bạch ốc Jack Sullivan ngày 18 tháng 3 cho biết, quân đội Israel đã hạ nhiều thành viên cấp cao của Hamas từ đầu chiến dịch ở Gaza, trong đó có Issa, song Tel Aviv không đưa ra bình luận. Issa được coi là quan chức số 3 trong hàng ngũ lãnh đạo của Hamas. Ông là cấp phó của Mohammed Deif, chỉ huy lữ đoàn Is Andin al Al-Khassam, cánh quân sự của nhóm vũ trang. Issa và Deif được coi là người cùng với lãnh đạo Hamas Yahya Sinwa vạch kế hoạch thực hiện cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel làm bùng phát cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua ở giải Gaza. Sinwa và Daif được cho là vẫn còn sống và đang ẩn nấp dưới các địa đạo ở vùng lãnh thổ. Israel tuyên bố sẽ hạ hai người này cũng như tất cả giới lãnh đạo và tay súng Hamas, không chỉ ở giải Gaza mà còn trên khắp thế giới. IDF cho biết khoảng 13.000 thành viên Hamas đã thiệt mạng kể từ đầu xung đột, một quan chức Hamas tại Qatar hôm 18 tháng 2 thừa nhận lực lượng nước này đã mất 6.000 tay súng, gần bằng một nửa con số Israel đưa ra. Theo Aviv, xác nhận hạ thủ lĩnh số 3 của Hamas một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu thông qua nghị quyết yêu cầu lập tức ngừng bắn ở giải Gaza. Nghị quyết được thông qua do Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, quyết định không sử dụng quyền phủ quyết mà chỉ bỏ phiếu trắng. Mỹ trước đây luôn phủ quyết các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza, song quan hệ giữa hai bên gần đây đang rạn nứt khi Washington nhiều lần chỉ trích Tel Aviv gây ra thương vong lớn về dân thường ở giải đất. Nước này cũng phản đối kế hoạch mở chiến dịch trên bộ của Israel vào Rafah, thành phố cực Nam Gaza có hơn 1,5 triệu người Palestine trú ngụ do lo ngại nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo. Theo số liệu của cơ quan y tế do Hamas kiểm soát, cuộc xung đột ở Gaza đã khiến 32.414 người thiệt mạng và 74.787 người bị thương tính tới ngày 26 tháng 3, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác, cảnh sát quốc gia Pháp đã tiến hành các cuộc diễn tập tấn công mô phỏng để kiểm tra phản ứng trước một cuộc tấn công khủng bố khi thủ đô Paris chuẩn bị đăng cai Olympic 2024 vào mùa hè này. Cuộc diễn tập có sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ Red đến từ căn cứ quân sự ở BF và các đơn vị cảnh sát chính quy. Thiếu tá Stefan cho biết, cuộc diễn tập được thiết kế để chuẩn bị ngăn chặn âm mưu giết người hàng loạt, mục đích là nâng cao khả năng tương tác giữa các đơn vị. Về phần mình, một chỉ huy của Red cho biết, đơn vị này cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập như vậy từ sau vụ tấn công năm 2015 và hiện đã có nhiều kinh nghiệm. Vụ tấn công tại một phòng hòa nhạc ở thủ đô Moscow, Nga tuần trước khiến ít nhất 139 người thiệt mạng đã làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh cho Thế vận hội Paris năm 2024. Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ này. Vụ việc trên gợi nhớ lại vụ tấn công do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành vào nhà hát Bataclan ở Paris năm 2015 làm 90 người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Chiro Damanin cam kết cảnh sát và các cơ quan tình báo luôn sẵn sàng trước mọi nguy cơ an ninh. 200 thành viên của đơn vị tình nhuệ Red sẽ được huy động mỗi ngày, trong đó có khoảng 100 thành viên phục vụ lễ khai mạc Olympic 2024 trên sông Seine. Olympic Paris 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 tới. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.